Đặc biệt cho mấy đứa nó bánh mì thịt. Ủa sao có bốp bên trên ra, nó có bốp đầm nữa nha. Sao lôi cái thôi nó nè. Tiền trong này quá không? Anh ơi. Ất đi, Ất miền ai pa đi. Còn bố ấy đứng anh châm trong Geneva đó à. Châm ơn châm mai ấy tiết ngọp anh nha. Nè. Sư mẹ em đứng vô từ trao là cầm cả lấy mớ. Bố nâng bài hộ bụi ấy nè. Nói Ất tử. Cái áo được không ơi mùi mùi cha hả? À đi. Áo được không ơi mùi mùi cha hả? Chẳng bùm mùi cha liên tới vót á. Bài cái vô chẳng hắn tới vót mà cái câu á. Tới vót hộp á. Ừ. Nè. Nó. Mấy ăn hộp á. Không ăn hả cái chồng. Ôi, chừng anh nha, sạt nha nè. Sạt nha, sạt thật không á nha. Nè. À, nè chú mua hả đấy, anh phê nhạc kniêng. Nhà này kniêng. À, nè, áo chú mấy. Ừ. Lồng xiêng, chừng anh nhé. Nhanh nhé. Hãy ăn hôn rồi tụt thằng ai tiền. Hãy vô tập bà kênh lúc. Hãy vô tập bà kênh lúc rồi toàn phê lại hai đợt hai toán lúc chắn áp bán. Nhanh nhé. Nhanh nhớ. Ngon không? Ngon hả? À, bánh mì thịt không rồi nè, mở ra coi, mở chỗ này coi. À, thịt không rồi nha, ngon không? Biết ăn không? Cháy vô tên nào vậy? Lẹn ở dưới nè. Ừ, lẹn ở tử. Ngon lắm nè. Đặc biệt cho mấy đứa nó bánh mì thịt. Ủa sao có bốp bên trên ra, nó có bốp đầm nữa nha. Sao lôi cái thôi nó nè. Tiền trong này quá không? Bữa nay là ăn bánh mì. Bánh mì thật mới coi chua chua. Coi chua chua thì coi. Ôi lôi chờ nó lông xiên là lại miên á. Lông xiên nè miên á lại mà vô bằng anh tiết á. Hả? Ấy nè miền ấy nè sông dồn băng ấy à băng ao tài côn nè khó quá. Ấy miền chân ngọt ấy. Sạch nhé nè. Nè. Nhá nhé. Cá nhé. Chứ sạch anh chứ xí đi. Ngành chân ngọt ở chè xí luôn quá ơi. Hả? Ừ, ngày nay đặc biệt này đi. Ngày đi chỗ cho nắm á, ngày đi chỗ cho nắm đấy. Nè, mà ai vô tư mới nhai. Mà ai vô tư mới nhai, cùng nhai chờ anh. Cô phải lắm chắc là ai sắp tàn chăng nè. Nè, xong át khơi mốt mới xong mũi, đâm tu máu, côn máu vô tiệt à. Nè, nhai vậy chăng nè. Nè, vô tư mới à. Vô tư hốp à. À. Tôi khỏi tha ta xong kẹo muối. Mạch mơ lên thì khỏi đi đây. Hãy khỏi ta xong vô từ mơ ăn áo nha. Vô kẹo ấy. Thử ấy đừng. Nhắn nha. Hãy xí ơi. Hả? Bên bằng cái nát áo vì nào ấy. Hả? Ăn gì khoái không? Ăn ngon không? Hả? Ngon hả? Lâu lâu mới có một lần nha, chứ không phải có hoài nha. Hãy lẽ ăn băng và lạ khẽ sạch nơi khăn ông ta. Mới chương mày vậy.
Ui mày ơi, ăn liệp thôi lắm này. Miên này. Chị con mấy đó là nên chơi chân này. À nó chẳng ăn nha nè. Ừ. À, vừa có ôm với phải chăn có ôm. Ừ, cái có ôm cái hạt chăn này. Mình chăn. À, nè, tớ hả? Mẹ nè. Nè, mà ai xó mày. Bà lắm xong nhồi mà. Mày xong côn xong rồi, đó là hai màu xong tiền. Mình chăn mà anh chăn áo ấy, áo chuột một áo chăn áo ấy mà mình chăn à. Ừ, kéo gì á? Ăn kẹo hết rồi hả? Anh này tứ hay ná? Kẹo ấy mà ấy vô ta rồi ta. Kẹo ấy tiết. Nó ta xua má. Ta hai má, má vô ơi. Ừ, anh này kẹo sữa chẳng ăn nha nè. Anh này có chẳng ăn đây nè. Anh này cà phê sữa nè. Cái này cà phê sữa nè. Cái này sữa bạc hà nè. Cái này cái gì coi. Cái này sữa bạc hà luôn nè. Cái này nho nè. Cái này dâu nè. Cái này cũng dâu nè. Mới cho bạn mới vào chân chứ xây liền vào nhé. Trẻ trẻ nực khơi nhỉ. Trẻ nực khơi vô lôi khơi nhỏ lên. Nè. Vô vài vô mà áo ra xoài vô mà lụa. Nơi nó trang có cố quá. Nơi trang xoài Đài Loan phong, xoài là hông phong, xoài cây phong. Chê tờ. Chê tờ tha bà đầy cá chứ. Mau bờ dương tí áp xanh đấy. Vay mày. Nó vay vay về nhờ. Ăn cái đấy cho vay nó vay mới chết. Mình đi ăn nơi miền đó. Yêu ý ác khơi đá bóng mạch bàn lại. Hả? Ác khơi. Ác khơi tê hát miền đam đam xoài bóng. Đam xây nó là bàn xoài nó cháy rồi vậy. មានណាស្វាយនឹងមិនទាន់មានផ្លែណាน้องខ្នល់បើមានផ្លែនោះហ៎អមណាអញដៃឃើញអញ្ចឹងអូហើយនៅលើអញជួបនៅលើមិញហ៎អើអស់ខ្មៃនេះឲ្យតែខ្មៃនេះហើយនេះខ្មៃហ៎ហើយខ្មៃមានកូនយេអានេះchâm cô này trong anh trong là lia anh nhớ mà châm ừ tiết châm mai tiết châm dê tiết nè ập xuống lên hả mình chân à anh à châm từ phù hải ba nói châm đó là ừ rồi mai dê tiết ngọt anh nhá chị khen áo thân ơi tao tay qua đồng cắt mình hụt nữa à anh mau nâng lên đây khơi nhảy mà mau nâng cài lên tớ anh khơi con nằm khăn áo xanh phái bên tay đó là con đá lụa lụa xoài vậy ngọt chua lên chẳng bằng anh khá nữa mà chẳng bằng nói cho anh ấy mấy miếng ban phăng này bán này vô tên này
tập nó bữa thăm hố với ai 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 gãy ăn mà nè 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 chân em chân mấy ai gãy mau xong ăn tiệt gì chúa đó mai chẳng ban mấy hố mai đặt lại ơi nè con ơi mai hố con ơi em hố tới một cái bọc chảo mai chẳng thôi dừng hố nè xin lắm trời hôn. Ừ, anh không từ thư cho ngóp lại vô máu lại bông trào lắm á. Nè, anh chân bà scuom á. Nó hình dây chân. Đập bông hay là scuom hay là đập mạng. Dây chân tiêu đa tay vinh nữa nữa. Sao hết? Đó. Ừ. Ừ. Chịu ý chân ăn nhau rồi. Ừ. Vô xoay mà đồn băng bán á. Thế sợi sợi tìm băng ngay nha. Tìm băng ngay nha nè. Màn chăm á. Phân phiên. Chúa kết chăng lắm. Chúng lại à, người này chạy bây giờ. Giúp mình cho khăn nâng chú bỏ hơi ra. Xoay tiệt nhóm chú bên đây ra. Nhằm vậy có ông bàn lươi vậy mấy. Thôi đó. Nè tôi phải có ôm vô lùi mà tinh xoay. Đó tinh à là tinh xoay chưa dân tới chăm vay có ôm bán lùi vô mà xoan xoay vậy. Hôm qua trời mưa giông á à, xoài nó rụng ở đây nay tét không biết chuyện tét không đâm bay buôn đám mà ngập lại pin nắng anh đó. Giúp mình sao khăn lắm đằng chú ơi anh đấy. Bị dấp. Này lưu đây. Ở đây lưu ơi mày lưu. Này lên chùa sạp chứ này. À, môi xì xoài, môi xì băng. Ờ à, dươi hộp, dươi. Dưới hôm băng mà ngay em còn hai trên nè. Không có mùi hả? Đó anh chăng? Đi chào một cái tờ bên đây. Đi hai nó. Sạch